Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, người Việt mong chờ. Theo tin từ VOA tiếng Việt ngày 12 tháng 1, Hạ viện mới của Hoa Kỳ hôm 10 tháng 1 năm 2023 đã bỏ phiếu để thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm ứng phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy ban này có tên là Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính trường Mỹ do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau lãnh đạo. Giữa hai đảng có mối bất đồng về rất nhiều vấn đề di dân, vấn đề an sinh, đường lối phát triển kinh tế. Tuy nhiên, họ lại luôn đồng thuận trong vấn đề về Trung Quốc. Hình ảnh bài báo trên VOA. Sau giai đoạn nắm quyền tại Hạ viện của đảng Dân chủ, giờ đây Hạ viện mới do Cộng hòa lãnh đạo. Cuộc bỏ phiếu hôm 10 tháng 1 với 365 trên 65 phiếu thuận, một lần nữa cho thấy sự nhất trí cao của hai đảng trong vấn đề về Trung Quốc. Ủy ban này do dân biểu Mike Gallagher làm chủ tịch sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ thương mại, quốc phòng đến chính sách đối ngoại, công nghệ và cả nhân quyền. Trả lời trang Politico vào tuần trước, ông Gallagher nói: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm một mục tiêu lớn. Những việc trước mắt chúng ta cần làm để ngăn chặn Thế chiến thứ ba bùng nổ ở Đài Loan là gì? Và kế đó là những khoản đầu tư dài hạn mà chúng ta cần thực hiện để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh mới này với Đảng Cộng sản Trung Quốc." VOA đưa tin. Phản ứng lại động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh: "Chúng tôi hy vọng rằng những người ở phía Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý. Hành động vì lợi ích của chính Hoa Kỳ và lợi ích chung với Trung Quốc, thu hẹp bất đồng và thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước," theo Reuters. Hình ảnh comment của Vincent Ang trên VOA. Nick Vincent Ang nhận xét trong bình luận của VOA rằng Mỹ đã rục rịch chuyển trục qua Đông Á từ thời Obama, nhưng chỉ bắt đầu từ thời Trump và giờ tiếp nối mạnh mẽ hơn ở thời Biden cũng như các tổng thống Mỹ tiếp theo. Mỹ và cả thế giới đã đánh giá sai về Trung Quốc, đã giúp Trung Quốc phát triển, hy vọng Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ, sai hoàn toàn. Hồ sơ này cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đồng lòng chỉ vì quyền lợi đất nước vậy thôi. Phát biểu khi bỏ phiếu thành lập ủy ban này, tân chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói: "Một trong những quan ngại lớn nhất trong tương lai là chúng ta tụt hậu so với Trung Quốc Cộng sản. Chúng tôi đã dành nhiều thập kỷ để thông qua các chính sách chào đón Trung Quốc vào hệ thống toàn cầu. Đổi lại, Trung Quốc đã xuất khẩu sự áp bức, xâm lược và chủ nghĩa bài Mỹ." Tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế và an ninh khu vực, nêu nhận định với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh rằng việc thành lập ủy ban này của Mỹ báo hiệu trong thời gian sắp tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có nhiều căng thẳng và sự căng thẳng này khó mà giảm bớt được. Hình ảnh bài phân tích lý do người Việt không ưa Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia về Trung Quốc tại California, nếu nhận định với VOA rằng họ dùng tên là Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta nếu để ý thì sẽ thấy một sự khác biệt rõ ràng. Hoa Kỳ xác nhận toàn dân Trung Quốc không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ đang cai trị tại Trung Quốc, là mối đe dọa cho người dân Trung Quốc cũng như cho hòa bình thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn tự coi mình là đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất nhiên phải quan tâm vấn đề này. Ông Tập từng nói với ông Trọng đại ý rằng Việt Nam Trung Quốc là hai đảng cộng sản cầm quyền của hai nước nên đứng vững trước sự can thiệp của nước ngoài, hàm ý ám chỉ Hoa Kỳ. Tuy đảng cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc nhưng người dân Việt Nam không ưa gì Trung Quốc và từ lâu người Việt Nam đã mong chờ sự ủng hộ từ Mỹ để chống Trung Quốc. Từ năm 2007, khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu nổ ra ở Sài Gòn, cho đến những cuộc xuống đường rầm rộ vào năm 2018, rồi việc phản đối vaccine Trung Quốc năm 2021, người Việt vẫn luôn thể hiện một thái độ thân thiện với Mỹ và bài xích Trung Quốc. Vậy nên, những hoạt động tiếp theo của Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ được người Việt quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, người Việt mong chờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, trong tuyên bố khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị không có lý do chính đáng, without just cause, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong khi những tù nhân chính trị trên khắp thế giới vẫn phải chịu đựng những năm tháng bị giam cầm ròng rã sau những song sắt, chúng tôi đã quyết định khởi xướng chiến dịch không có lý do chính đáng này để giúp nâng cao ý thức của quốc tế đối với các trường hợp của tù nhân chính trị cùng với gia đình của họ và nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc trao trả tự do cho hầu hết những người bị giam giữ một cách bất hợp pháp trên toàn thế giới. Hình ảnh tuyên bố khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị không có lý do chính đáng trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nói về thực trạng ở các quốc gia đang giam cầm tù nhân chính trị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tường thuật một số bị bắt giữ nhằm trả đũa cho việc chống đối lại chính phủ và trần nạn tham nhũng hoặc đưa ra các báo cáo chỉ trích. Một số chính phủ đã lạm dụng hệ thống luật pháp nhằm hướng mục tiêu đến những người ủng hộ tự do hoặc những người phản đối họ với những cáo buộc vu khống bao gồm khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng, đưa tin giả hoặc có hành vi bạo lực. Nhiều người bị xét xử tại các phiên tòa không công khai hoặc không có công luận giám sát, trong khi một số người khác bị bắt giữ mà không có nhận được bất cứ sự hỗ trợ pháp lý chính thức nào. Trong các trường hợp nổi bật, cái tên Phạm Đoan Trang của Việt Nam cũng đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến. Cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo, người đấu tranh nhân quyền, kiêm Facebooker nổi tiếng và là tác giả của những quyển sách không chịu sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Cô cũng là một trong những người sáng lập nên tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ với tên Sáng kiến pháp lý Việt Nam và là biên tập viên của Luật Hoa tạp chí. Hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang viết về những quyển sách của cô được nhà xuất bản Tự do xuất bản. Cô bị bắt giữ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Trong một phiên tòa phúc thẩm tháng 12 năm ngoái, cô bị kết án 9 năm tù. Trước bản án hà khắc, Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối vì cho rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách hòa bình. Nhà báo Phạm Đoan Trang sau khi bị bắt đã tiếp tục nhận được thêm nhiều giải thưởng của các tổ chức nhằm vinh danh cô như giải thưởng hàng năm dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền Martin Ennals vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2022 của Ủy ban bảo vệ nhà báo CBJ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho cô vào giữa tháng 3 năm 2022. Hình ảnh danh sách tù nhân chính trị trong chiến dịch không có lý do chính đáng của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến Phạm Đoan Trang. Nói thêm về trường hợp của Phạm Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là một nhà báo và tác giả nổi tiếng, cô Phạm Đoan Trang đã đấu tranh hòa bình cho quyền con người, pháp quyền của một Việt Nam tự do, dân chủ hơn. Cô đã dũng cảm đưa tin về những vấn đề nhân quyền mà trước đây truyền thông Việt Nam bưng bít và xứng đáng với danh hiệu Phụ nữ can đảm quốc tế 2022. Cô bị tuyên án 9 năm tù vì các nỗ lực vận động của mình. Không thể có tình trạng người bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa phải đối diện với cảm giác sợ hãi trong lao tù như thế. Sáng kiến không có lý do chính đáng sẽ bao gồm việc hỗ trợ ngoại giao và truyền thông công chúng ở Washington và tại một số đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài trên khắp thế giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định, chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị thông qua biện pháp ngoại giao công chúng, cam kết song phương phối hợp với các tổ chức quốc tế và thảo luận với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cùng với việc lắng nghe báo cáo từ gia đình của các tù nhân chính trị và đồng thời kêu gọi sự ủng hộ sáng kiến này của tất cả những ai tin vào tính phổ quát của nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.